vụ nhóm người lạ ngồi đếm xe, trạm thu phí Ninh Lộc, Tổng cục Đường bộ, sẽ mời công an vào cuộc. Một nhóm người. Những ngày qua dựng lán, đặt ghế vào khu vực, không phận sự cấm vào, và thực hiện đếm xe qua trạm, BOT Ninh Lộc. Tỉnh Khánh Hòa. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, sẽ mời cơ quan công an vào cuộc, nếu nhóm người này, có hành động gây khó dễ. Gây rối. Nhóm người nói trên, bắt đầu đếm xe tại trạm Ninh Lộc, từ ngày 26 tháng 2, và cho biết, sẽ kiểm đếm xe tại trạm BOT Ninh Lộc. Từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 4 tháng 3, nhóm người đã dựng một lán trại trái quy định, sau khi lán trại này bị cưỡng chế tháo dỡ, thì nhóm người chuyển lán trại đó đến một nhà khác. Đại diện công ty BOT Ninh Lộc cho biết, mặc dù tại trạm đã căng dây, khu vực quản lý và đặt biển, không phận sự cấm vào, gần trạm thu phí, nhưng một số người dân vẫn vào đặt ghế ngồi để đếm xe. Hiện tại việc kiểm đếm của những người dân vẫn không gây cản trở gì cho việc thu phí của trạm, tuy nhiên đại diện BOT Ninh Lộc vẫn đề nghị các đơn vị chức năng có biện pháp khi có sự cố xảy ra. Đại diện BOT Ninh Lộc cho biết, theo đại diện đơn vị này, tại BOT Ninh Lộc, việc kiểm đếm xe, phân loại xe qua trạm được tiến hành tự động bằng máy, khi quét vé, banner mới được mở. Số lần mở đó sẽ tự động lưu vào máy. Hàng tháng, hàng quý, trạm có báo cáo cụ thể cho Bộ Giao thông Vận tải. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các số liệu về tài chính, vé bán, số lượng xe, phân loại xe. Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải cũng thường xuyên cử đoàn thanh tra xuống để kiểm tra về vấn đề này. Trao đổi với phóng viên, chiều ngày 3 tháng 3, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay. Đã biết sự việc, một nhóm người dựng lán, tự ý đếm xe qua trạm, BOT Ninh Lộc. Nhóm người ngồi tại trạm, nhưng không gây cản trở gì tới hoạt động thu phí, nên chúng tôi chưa có biện pháp can thiệp. Trường hợp có hành động gây rối, gây khó dễ tới hoạt động thu phí, gây mất trật tự tại khu vực trạm, thì Tổng cục sẽ đề nghị cơ quan công an vào cuộc xử lý. Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam nói, trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT, trong đó yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, bí thư tỉnh ủy, thành ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần trực tiếp chỉ đạo giải quyết triệt để tình hình mất an ninh trật tự trên địa bàn, lập tức có các biện pháp xử lý nghiêm đối với những đối tượng hành vi kích động, gây rối, cố tình phá hoại, gây mất trật tự xã hội theo đúng quy định của pháp luật. Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, cùng với Bộ Quốc phòng, Công an các địa phương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, xử lý ngay những đối tượng cố tình vi phạm, nhất là những thành phần lái xe có hành vi cản trở giao thông, phá hoại trang thiết bị tại trạm thu giá. Các tổ chức, cá nhân có hành vi gây rối, chống phá, phản động, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì khởi tố để điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, một trong những trọng điểm mà các tổ chức gây rối thường tập trung vào các dự án BOT. Bộ trưởng Thể đề nghị Bộ Công an, các bộ, ngành và chính quyền địa phương, cũng như các nhà đầu tư, tích cực hỗ trợ việc giữ gìn an ninh trật tự ở các trạm này. Trong buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về vấn đề tại BOT Ninh Lộc, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã nhận định có một số đối tượng quá khích, gây mất an ninh trật tự, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo lực lượng làm rõ.